được sự cho phép của ban tổ chức, được có thể xin cho phép được trình bày ba tiết mục. Bài hát thứ nhất là bài hát Gần Lắm Từ Xa, một sáng tác của Huỳnh Đức Long. Một bài hát dân vũ, bài Bác Cùng Chúng Cháu Hành Quân, một sáng tác của Huy Thục. Và bài thứ ba là bài Tổ Quốc Gọi Tên Mình, một sáng tác của Phan Hoàng Mai và Đinh Công Thắng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nhằm để ông trọng tiền thống đã bơi
của những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước, một thời đầy dân bổng và hy sinh ác liệt, và đây cũng là gì để anh em đang trân trọng gặp nhau thăm hỏi sức khỏe của mỗi người và những danh lại đội ngũ cán bộ an ninh của ta ngày nay. Ai cầu ai mất gia đình và người thân giờ ở đâu, nhằm để cùng thăm hỏi đồng viên cùng nhau giữ gìn và phát huy truyền thống người lính an ninh vũ trang năm xưa. Về tham dự buổi gặp mặt thân mật hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu ở quận ủy đồng chí Đặng Ngọc Nhân, phó bí thư thường trực quận ủy Liên Chiểu. Đồng chí Nguyễn Dương, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu. Đồng chí Phạm Ngọc Mạnh, ủy viên ban thường vụ quận ủy, trưởng ban dân vận, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam. Các đồng chí trong văn phòng ủy ban nhân dân và văn phòng quận ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Bình, đại quý, ủy viên ban chấp hành hội hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Đà Nẵng. Báo cáo với các đồng chí là trung đoàn an ninh vũ trang năm xưa của chúng tôi hiện nay còn sống lại hai đồng chí, có mà trong buổi gặp mặt hôm nay là 17, còn ba đồng chí thì năm bảy năm y nằm ở nhà không về được nữa, và một số đồng chí trong các đội an ninh của tôi hy sinh rất nhiều. Lúc đó anh em chúng tôi chưa có ra vượt qua tuổi 25. Trong đó tôi và đạt lúc đó mới 15 chúng tôi. Và đồng chí Hùng hay là anh Việt thì lúc đó là một năm qua thôi. Anh ăn gì quá và sao nó cũng từ gần còn là không ăn là về nông nghiệp mình mặc vâng. Tổ chức chúng tôi cũng đang làm cảm ơn sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo của quân, các đồng chí thanh niên lãnh đạo đã biểu dương công tác hôm nay. Trong cái buổi gặp mặt này là lãnh đạo của quận ủy, học người ban chủ nhiệm thôi của công an lương các phường, các đồng chí đó qua về dành cho buổi gặp mặt, và xin trân trọng kính mời đồng chí đại diện cho lãnh đạo ban liên lạc đây là nhận lãnh hoa của ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam. Chúng ta có công an và các đồng chí chủ tịch
bí thư tỉnh, trưởng công an các phường. Thank you.